xin Chúa sáng soi chúng tôi làm những công ty làm cho Chúa hiện tại cho mọi người mọi việc chúng con từ từ cho đến hoàn thành đều nhờ người ơn Chúa. Amen. Là Chúa Giêsu là điểm cho lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Võ Thanh Tâm. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em của chúng con đang bị mắc bệnh u ác của tuyến giáp. Xin lòng thương xót Chúa hãy chữa lành cho người anh em của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho sư thầy, cho cộng đoàn của sư thầy. Xin tất cả anh em cộng đoàn mạng cầu nguyện cho người anh em của chúng tôi là Võ Thanh Tâm để anh mau được bình phục, trở về quê hương để anh thực hiện những lý tưởng trong cuộc đời của anh. Xin các ảnh linh hồn phù hộ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cầu nguyện danh Chúa nhân từ cho các ảnh linh hồn lên chỗ nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Con mời sư thầy ngồi. Xin mời mọi người. Anh nuôi bệnh không? Bệnh gì? Chỉ có nghe đây thôi. Bình thường này là ung thư, ung thư trực tràng. Chỉ có biết rằng lâu chưa? Có chưa vô quá chắc hả? Sơ giấy tờ ha. Bây giờ con xin giới thiệu với hai sư thầy nhé. Thì đây là ban dưỡng trận, ban dưỡng trận của phòng khám đã được công nhận của trung tâm y tế viện y đạo của Bộ Trọng. Thì tụi con mở phòng khám thì như thầy như biết rồi đó, tụi con mở phòng khám cách nay là 1 tháng 12 1 tháng 1. Thì 1 tháng 1, 1 tháng 30 tháng 12 năm 2018 thì sau khi mở phòng khám 3 tháng thì bắt đầu tháng thứ 4 là bắt đầu chữa bệnh ung thư. Thì từ hôm tháng 14 tháng 4 tới nay là 5 tháng, trọn 5 tháng. Thì nãy tụi con cho đi khám bệnh ở Trà Vinh, rồi ngày 12 này cho đi khám Chợ Rẫy nữa, là tổng cộng là 6 ca. Như vậy là tới Chủ nhật này nữa tụi con cho xuất viện 20 ca các loại ung thư tiểu đường, ruột, huyết áp. Thì tổng cộng tới ngày Chủ nhật này nữa là tổng cộng ra 20 ca. Trong đó thì đại đa số là bệnh nặng nhất là ung thư, mà được bệnh viện trung tâm Hòa Hảo xác nhận. Chứ không phải là tụi con ở đây xác nhận. Tụi con chữa xong rồi tụi con đưa lên trung tâm Hòa Hảo xác nhận. Thì đó là tụi con giới thiệu cho hai sư thầy sẽ hiểu rõ đường hướng tụi con làm việc ở đây. Tiếp theo một cái nữa là hai sư thầy có mặt để mà đưa bệnh nhân đến đây là do bởi đây là những ca bệnh lớn. Những ca bệnh này nó liên quan đến mạng sống của con người. Mà như con đã từng nói với những người bệnh đó, ví dụ như một em bé mà chưa đến tuổi trưởng thành thì em bé đó có chết chóc thì cha mẹ khiếu kiện là đó mới là. Còn nếu em bé đó mà chết chóc mà cha mẹ không khiếu nại thì nhà nước tạo qua. Còn ngược lại, tất cả chúng ta đang có mặt ở đây là những người trưởng thành. Khi chúng ta chết là tự khắc nhà nước điều tra. Tự khắc nhà nước điều tra, không cần cha mẹ. Còn tự khắc là pháp lý điều tra. Vì thế mà các sư thầy có mặt đưa bệnh nhân đến đây là do cái bệnh này nó lớn. Mà không biết nó chết lúc nào. Không biết nó chết lúc nào do cái bệnh ung thư đó. Nó đi lẹ. Cái tâm của ung thư nó biến chuyển lẹ. Rồi con trị người cao rồi con cái kinh nghiệm biến chuyển lẹ. Cuối cùng là nó qua ao vào mà nó làm chết. Mà có khi mình trở tay. Ở đây tụi con bị bệnh như vậy là chết tại đây là 3 ca. Chết tại đây này là 3 ca. Chết tại trụ sở của nhà nước 1 ca là 4 ca. Mà hầu như đại đa số là các ca chết ở đây hợp trị không kịp. Tức là vừa rồi có một ca ung thư gan em về nhà ngủ đây có 2 đêm rồi chứ. Ngủ được cái 2 đêm thôi là không bể bụng chết.
rồi còn mấy ca kia là coi như họ về đến đây là nó mù như các nó chín vậy đó, mình không làm sao cho họ, nếu mình dặn cũng kịp, thời gian cũng đủ để dặn. Còn như những ca mà nhẹ nhàng như thế này thì tụi con dành như vậy, tụi con dành được là như vậy. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng phải cầu xin Thượng Đế An Bàn, bên đạo Phật thì cầu xin Phật gia hộ nhé, còn bên tụi con thì cầu xin Chúa chúc lành chữa lành vậy thôi. Để nói tiếp là do bởi là các sư thầy dẫn về đây là đạo nào cũng vậy, để cả đạo Thiên Chúa cũng có người dẫn. Vậy thì những người ngoại đạo cũng sẽ có chính quyền, chính quyền phải chịu trách nhiệm thì tụi con mới dẫn. Thì như vậy hiện tại thì bữa nay còn lại tụi con được 20 mấy gần 30 ca, nhưng mà trong khi đó mình ra 20 ca, tức là mình cho xuất diện trong này 20 ca đang y là ra về với một con người sắp bệnh, còn lại 20 mấy ca đang nội trú ở đây và bên học tập. Thì bây giờ chúng ta còn 20 mấy ca mà đã xuất diện 20 ca. Như vậy đó là cái nguyên tắc mà tụi con nói với hai sư thầy để giải quyết gì đây. Bây giờ chúng con xin phép nói với hai bệnh nhân một chút về cái vấn đề bệnh tật. Thực ra tụi con bị bệnh hiểm nghèo này là nó không có vụ gì mà phải khó hiểu cả. Tụi con là đạo Phật cho nên nếu mà nói theo đạo Phật thì có nhân sẽ có quả, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Nhưng mà nói xa hơn một chút đó, thì có khi là mình gặt ở trong kiếp trước. Cái kiếp trước đó, tức là đời trước khi sinh ra mình đó, là mình đã một kiếp nào đó mình đã gieo rồi. Thì giờ kiếp đó mình không gặt, nhưng mà đến kiếp này mình gặt. Ta đang nói theo cái giáo lý của Phật giáo nha. Còn bây giờ mình nói hiện tại, mình nói cái hiện tại là do bởi mình ăn sai cái thức ăn mà ngày hôm nay mình mới gánh cái nghiệp này. Do bởi ngày hôm nay mình mới gánh cái nghiệp này. Mà tại sao mình ăn sai thức ăn? Đó, bây giờ mình hỏi tại sao mình ăn sai thức ăn. Mà như vậy, tại sao có người biết là ăn đúng thức ăn mà không chỉ mình, mà để mình ăn sai thức ăn được? Thưa, khi Đức Phật mới ra đời thì Đức Phật đã nhận ra được một cái điều hết sức là chánh pháp. Đức Phật nói là không được sát sanh hại đời. Đức Phật nói rõ như ban ngày là không được sát sanh hại đời. Và Đức Phật biết mình làm cái chuyện đó là mình sẽ phải trả. Mình mượn cái mạng của chúng sanh thì sẽ có một ngày nào đó mình sẽ trả cái mạng đó, nhưng mà không biết ngày nào mình trả. Vậy thì hồi nãy cha nói rằng bây giờ đâu phải không có người dạy. Cái người đầu tiên cách theo Phật Tây Lịch cách đây là 2600 năm là Đức Phật ra đời đã dạy cho chúng sanh biết là không được sát sanh này. Và tất cả vạn vật vũ trụ này đều là có Phật tánh, con người động vật cây cỏ đều có Phật tánh đó. Nhưng mà tại vì cái người dạy mình là Đức Phật, nhưng mà sau cái 48 năm hoằng pháp của Đức Phật thì từ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bắt đầu từ các đệ tử, từ các đệ tử mà được truyền đi bát dài xuống, bắt đầu chia ra làm hai phái, một bên là tiểu thừa, một bên là đại. Sư thầy đồng ý con cái này không? Một bên là Nam Tông, một bên là Bắc Tông. Như vậy thì bên Nam Tông là bên ăn tự nhiên, tức là không nghe, không thấy, không ngửi, không si, thì mình cứ ăn. Còn bên Nam, bên Bắc Tông thì mình ăn chay trịnh kỳ, chay trường, chay ngày. Như vậy rõ ràng cái lời của Đức Phật là không được sát sanh hại vật. Cái lời này là đã được Đức Phật dạy rồi, chứ không phải là không dạy. Nhưng mà đến khi mà từ đệ tử của Đức Phật nhận y bát xong xuôi rồi dài xuống lục tổ Huệ Năng, dài xuống tới là Đạt Ma Sư Tổ thời kỳ thứ 4, Sư Tổ Đạt Trời thứ 4, bắt đầu Đạt Ma Sư Tổ nói rằng hiện nay là tất cả các nhà thờ chùa chiền đều bị tục quá, tức là lời Phật không còn nữa, lời Phật nó đã biến trở thành một lời của phàm nhân. Giờ đây trong cái cuốn kinh điển của Phật giờ đây là cái ý Phật, chứ không còn là cái lời của Phật, mà cái ý của Phật là không được sát sanh hại. Rõ ràng
Ngày xưa khi Đức Phật ra đời, Đức Phật cầm một cái ly nước, Đức Phật biết trong cái ly nước này có mấy trăm con vi trùng. Nhưng mà ngay cái thời điểm của Đức Phật đó, đâu có ai biết là trong cái ly nước có 3.800 hay 600 mấy con vi trùng không phải. Nhưng mà khoa học không có đếm được. Đến ngày hôm nay thì khoa học nhìn lại, Phật nói rất đúng. Vậy thì đến ngày hôm nay khoa học mới theo lời của Phật rằng là ăn động vật là ăn sai. Ăn động vật con người không được phép dung nạp. Rõ ràng ngày hôm nay tụi con bệnh như thế này là tại vì con dung nạp động vật. Mà cái lời không được phép dung nạp động vật là lời Đức Phật đã dạy, chứ không phải Đức Phật không dạy. Nhưng mà rồi khi mình lớn lên mình không nghe thấy cái lời đó nữa, nhưng mà cha nó không nghe thấy là không đúng rồi. Mỗi một Phật tử khi đến chùa quy y là phải giữ năm giới, thầy đồng ý không? Không sát sanh hại vật, không nói lưỡi đâu chịu, không trộm cướp, vân vân. Này có hai sư thầy này mình đâu có dám nói ảo, muốn rìu qua mắt thợ đâu được hơn này. Nhưng mà ít nhất là khi mình giác mình quy y xong là mình phải giữ năm giới cấm liền. Vậy mình nói các thầy các tỳ kheo không dạy mình là không đúng, nhưng mà người ta dạy mình đó, dạy người ta ăn đó, người ta ăn chay đó, nhưng mà bản thân mình không chấp nhận cái điều đó là đúng, không chấp nhận đi theo. Mình cho rằng ô mấy người đó tu thì ăn đi, còn tôi không tu thôi. Thầy nghĩ người ta nói vậy đúng không? Trên đời này ai cũng phải tu, không phải anh ăn chay là anh được về niết bàn. Nhưng mà anh muốn được về niết bàn là anh phải ăn chay. Thầy đồng ý với con không? Đâu có phải ăn chay là về niết bàn, nhưng mà muốn về niết bàn là phải ăn chay. Vậy thì rõ ràng là ngày hôm nay con nói rằng con ăn sai thức ăn là tại con không hiểu. Cha không chấp nhận chỗ này. Các thầy người ta ăn chay rầm rầm trong chùa mà sao nó không hiểu? Nếu mà con là người công giáo của nó, con không hiểu cho chịu liền. Tại vì người công giáo là vật dưỡng nhân. Nó nếu con nói con là người đạo công giáo là con nói con không hiểu cho chịu liền. Tại vì họ hoàn toàn họ bị mù tối trong cái chuyện ăn động vật, ăn cây cỏ, họ hoàn toàn không biết gì hết. Còn bên Đức Phật cũng nói rất là rõ, không được sát sanh hại vật. Nhưng mà khi đến thời mà Đức Phật nằm xuống rồi thì tất cả các tỳ kheo các đại chúng chia ra làm hai phái liền, một bên là tiểu thừa Nam Tông, một bên là đại thừa là Bắc Tông. Vậy thì bên Nam Tông này ăn mặn thì sao? Cái ăn mặn của bên Nam Tông nó làm ta rút vào niết bàn. Còn bên cái Phật giáo tiểu thừa này, đại thừa này, nó còn sáu cõi luân hồi, sáu não luôn. Không biết con nói vậy có đúng không thầy? Đó. Thì chắc có lẽ là mấy cái vị Phật tử này sẽ hiểu thêm hơn con. Như vậy rõ ràng ngày hôm nay mình ăn động vật là mình ăn sai với cái lời của Phật dạy. Mà rõ ràng là mình nói, bây giờ mình nói đây là lời Phật dạy, bây giờ tôi cho lời Phật dạy không đúng. Nhưng mà mình hãy nhớ rằng Đức Phật đâu có nói. Đức Phật khi mà xuất hiện trong cõi đời này, trong vũ trụ này, Đức Phật nói là trong vũ trụ này có một cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả là không được sát sanh hại vật. Ví dụ mình nói là Đức Phật dạy mình vậy, mình cho rằng Đức Phật dạy không đúng đi. Nhưng mà Đức Phật đâu có dạy. Đức Phật dùng cái thần thông, cái đức độ của Đức Phật, dùng cái sự hiểu biết của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy trong trời đất vũ trụ này có một cái luật nhân quả. Ngày nào các con ăn nó, các con phải trả nợ cho nó. Mà đến ngày hôm nay là 2.600 năm. Dồn lại các thầy trong chùa, các sư, các tăng ni trong chùa ăn chay muốn chết luôn. Còn dồn lại các Phật tử được mấy người ấy. Có nói sư thầy đồng ý. Mà tất cả các sư thầy nói cũng mốt môi hết, chứ đâu phải các sư thầy không nói đâu. Mà các sư thầy nói mốt môi mà ăn là muốn chết luôn. Thế nào? Nhưng mà tất cả các đại chúng được mấy người. Do vậy mà ngày hôm nay mới xì ra cái bệnh này, cái bệnh nọ, cái bệnh kia. Rồi bây giờ khi xì ra bệnh này, bệnh nọ bệnh kia rồi không biết được chữa. Tất cả đều không biết được. Tại sao họ không biết được? Là bởi vì họ không có nhận ra thức ăn của con người là cây cỏ mang hạt giống. Mà đối với khoa học ngày hôm nay, cây cỏ mang hạt giống đây là thức ăn nano.
Thức ăn này là thức ăn dành cho con người, dành cho cái cơ thể của mình. Nhưng mà con người đâu có chấp nhận. Tại vì từ khi sinh ra cho đến mình trưởng thành, cha mẹ mình đã dặn mình ăn thức ăn đó rồi. Đến ngày nào mình chết thì mình chịu thôi, chứ mình biểu mình đi ngược lại không chịu. Giống như ngày hôm qua cha có dịp nói với một phái đoàn, con người ta có ba cái yếu tố. Một là cái thói quen, hai là cái truyền thống, ba là cái lý lẽ sống. Cái thói quen là một cái điều tốt được lặp đi lặp lại, hoặc là một điều xấu được lặp đi lặp lại, đó gọi là thói quen. Ví dụ mỗi sáng tôi thức dậy 5 giờ, đây là một thói quen. Mà nếu tôi thức dậy 6 giờ cũng không sao, mà 4 giờ cũng không sao, mà 5 giờ là bình thường, đó là thói quen. Vậy cái thói quen này mình có thể mình thay đổi được, nhưng mà đến khi cái truyền thống là mình khó. Thí dụ như giờ thầy ở trong chùa, vậy thì bây giờ người ta nói dẹp cái chùa này thì chịu không? Thầy cho rằng đây là truyền thống rồi, không ai có quyền dẹp đâu. Ông bà của tôi thờ Phật tại chùa này, bây giờ anh lại dẹp cái chùa tôi, tôi đâu chịu. Tôi thờ Phật có truyền thống, có nhiều đời nhiều kiếp đâu. Bây giờ anh biểu tôi dẹp cái chùa này tôi đâu chịu. Truyền thống, vậy là một cái truyền thống là khó thay đổi. Mà nếu nó là lẽ sống nữa thì khỏi thay đổi. Thế nè, đó nãy con nói ví dụ một cái thói quen, mình thức dậy là mình lặp đi lặp lại mình thay đổi được. Mà nếu nói tới truyền thống là mình khó thay đổi, mà nếu nói tới lẽ sống là khỏi thay đổi. Bây giờ hàng ngày tôi ăn cái con động vật này vào, nó nuôi sống tôi, đây là lẽ sống của tôi mà. Bây giờ anh biểu tôi dẹp nó, anh ăn rau cỏ thôi tôi chịu. Thầy thấy đây phải là lẽ sống, đây là quyết mạch của mình. Mình cho nó là quyết mạch của mình không thay đổi được. Nhưng mà ngược lại, mình nhớ lại lời của Phật đi. Phật dạy mình là không được sát sanh hại vật. Mình nhớ lại cái lời của Chúa Giê-xu đi. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy ai được phép ăn con động vật? Trên đời này không ai được phép ăn con động vật hết. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Mà bên đạo Phật là mọi loài thọ tạo gọi là chúng sanh. Thầy đồng ý không? Mà chúng sanh là có Phật tính. Mà bên Công giáo là mọi loài thọ tạo là mọi loài Chúa dựng lên, là hình ảnh của Chúa, là con cái của Chúa. Vậy mà ngày hôm nay con người ăn sạch và coi động vật là lẽ sống của mình, là vật dưỡng nhân, cái gì bệnh nó có gì đâu lạ. Thế hồi nãy cha có nói tiếp, Đức Phật nhìn một cái ly nước, Đức Phật nói đây là có 3600 hay là 800 gì, bao nhiêu ngàn con vi trùng trong ly nước này, cha không nhớ. Nhưng mà đến ngày hôm nay có học kiểm chứng lại cái ly nước này quả thật có biết bao nhiêu con vi trùng trong này. Mà ngày xưa Đức Phật nói khoa học không hiểu. Đến cái thế kỷ sau cùng này là nhà bác học Einstein đó nè, mới nhận ra được những cái lời của Đức Phật mà khoa học phải chạy thế. Hoặc là những cái lời của Đức Chúa mà khoa học phải chạy thế. Như vậy rõ ràng, ngày hôm nay chúng ta ăn động vật là chúng ta sai. Theo Đức Phật, theo Đức Chúa là chúng ta không được ăn. Vì đó không phải là thức ăn của mình. Mà các ngài không nói rõ, các ngài nói là không được sát sanh hại vật. Đó là Đức Phật. Còn Đức Chúa thì nói là phải đi khắp tứ phương gặp con động vật, gặp con người, gặp cái cỏ, phải loan báo tin mừng chứ. Vậy thì bây giờ Đức Phật dạy mình không được sát sanh hại vật, mà Đức Phật không có nói mình ăn cái gì, phải nè. Còn Đức Chúa dạy mình loan báo tin mừng, nhưng mà Đức Chúa bảo mình phải ăn cái gì. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mà hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Đó là Đức Chúa chỉ rõ cái thức ăn cho mình. Và hiện giờ đây con người có trách nhiệm với thờ Chúa, động vật có trách nhiệm với thờ Chúa, cây cỏ có trách nhiệm với thờ Chúa, và khoe trái khoe sắc cho mọi người. Đó là sứ mạng. Vậy thì ngày hôm nay tôi có ăn như thế này thì không sai hoàn toàn nha. Vậy thì cha mong rằng những điều cha nói ít, nhưng mà không phải ở đây cha nói ít, nhưng mà cha đã nói rất nhiều cái ca bệnh rồi. Cha đã từng nhận là khoảng 5-7 ca mà cha đã từng nói vụ này. Vụ này cha nói mà cha nói riết là cha nói cha già. Không phải cha già vì cái tuổi, mà già vì cái tư tưởng đó. Cho nên
con lên mạng con thường xuyên cha đã nói điều này con này, cha đã nói rất nhiều lần. Cha mong rằng tụi con là những người bệnh, trong cái quá trình mà cha điều trị ở đây, tụi con phải nghe lời ban viện chẩn để giữ phát đồ nha, phải giữ cho đúng phát đồ này. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, tụi con phải cố tình giữ cho được để mình được bình phục mình trở lại nha. Và ở đây cho từng trị những cái ca nan y như vậy mà đã nặng như vậy, hơn như vậy mà đã xuất viện về với một con người không còn an y, thì những cái ca này cũng không là không phải là làm khó ở đây. Nhưng mà con ơi, mình phải cố gắng, mình phải nghe theo phát đồ và mình phải nghe theo mệnh trời nha. Thí dụ như cha chữa tụi con mà không hết bệnh mà tụi con chết luôn, coi chừng đó là ý trời đó nè. Mà đại đa số là khi mà con đi vào cái phát đồ này khó chết. Tại sao cha nói khó chết? Là bởi vì cái thức ăn con đang trở về với cái thức ăn mà Đức Phật dạy, Đức Chúa dạy. Con trở về với một con người tự nhiên của con. Cho nên Đức Phật, Đức Chúa đã dạy mình ăn thứ đó. Và khoa học đã không cho mình ăn những thức ăn này. Khoa học cho rằng đây là thức ăn không nano, là động vật là thức ăn không nano. Còn cây cỏ mà hạt giống nó là nước, nó là thức ăn nano. Do vậy mà ở đây cha có một cái phát đồ gọi là cháo nano. Tức là gạo mình nấu thành cháo, mà cháo ở đây là nấu thành nước chứ không phải là nấu thành hột cháo này. Từ cái chỗ mà hột gạo nấu thành nước thì cái nước đó chính là thuốc à, cái nước đó chính là thuốc chữa trị. Mà vừa rồi cho chữa một cái ca ung thư lách là có 1.5 tháng thôi, ung thư lách mới đi khám xét nghiệm ngày hôm nay về đây nè, mới về cái rột khoảng cái giác đó, mấy thầy có gặp đó, ung thư lách có 1.5 tháng là hết ung thư lách. Tại sao? Tại vì mình đưa cái người ung thư đó trở về với cái thức ăn tự nhiên đó, tự động là cái cơ thể nó phục hồi dần dần theo 5 tháng. Nhưng nếu mình đưa vào cái cháo nano đó thì nó lẹ vô cùng nha. Vậy thì thôi thì cha nói ít, tụi con từ từ tụi con sẽ hiểu nhiều. Nhưng cái đạo lý này tụi con phải hiểu nè, hai vị cao tăng này không phải đơn giản mà người ta đến đây nha. Người ta có chuyện tu hành của người ta, nó có chùa chiền của người ta, mà người ta bỏ tất cả để đưa tụi con đi. Đó là người ta đang từ bi nha. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, tụi con về nhà, tụi con ở đây, tụi con về nhà, tụi con phải nhớ lại cái hình ảnh này. Sư là thầy nha, sư là thầy, thầy dẫn mình đến đây chữa bệnh, thầy gửi gắm mình ở đây y như một người cha, một người mẹ. Mà tụi con nên nhớ điều này nè, ngày mình mạnh khỏe mình có biết chùa ở đâu không? Cha nhắc nhỏ lại thôi nha, mình có biết sư thầy ở đâu không? Rồi mình có thấy cái thùng tam bảo của ông để đâu không? Nó thấy chưa, con thấy chưa? Cái điều mà cha làm hôm nay không phải là cho tụi con đâu, mà cho tất cả những người mà chưa bệnh, đang bệnh, sẽ bệnh. Họ nhìn lại thầy mình là ai, tụng kinh mấy giờ, thùng tam bảo ở đâu, là thầy đi làm phước chỗ nào con sẽ đi theo, tụng kinh mấy giờ con chạy tới, thùng tam bảo ở đâu con kiếm con bỏ vô. Cha đang làm cho những người chưa bệnh, sẽ bệnh, đang bệnh tỉnh thức nha. Để họ biết thầy của mình là ai, họ biết cái việc làm của thầy mình là ai. Có nhiều sư phụ ở trong chùa cảm nằm rung không, lạnh không, nằm rung mà không thấy Phật tử nào tới. Thầy có từng có cảnh đó chưa? Và những năm thập niên 70s, 80s phải không, nằm rung không, không thấy Phật tử nào tới. Rồi có từng, có lần thầy kể cho con nghe đó là còn có mấy ký gạo đâu mà không thấy ai cho, không biết chùa đâu, không biết thầy đâu. Hôm nay thầy nắm tay con đến đây chữa, con thấy không? Ngày hôm qua thầy con khổ như vậy, mà hôm nay thầy con như vậy, con khổ như vậy, thầy con dẫn con đến đây. Ngày hôm qua thầy con khổ như vậy con đâu thấy, mà hôm nay con khổ thầy con lại thấy. Nọ tụi con phải cố gắng chỗ này, sau khi tụi con hết bệnh rồi, tụi con trở về tụi con phải quy y tam bảo. Gọi là làm sao mà tụi con quy y ba ngôi bán Phật, Pháp, Tăng nha. Tụi con phải quy y tam bảo để từ hôm nay tôi sống lại là
sư thầy cứu tôi. Tôi chết, tôi sẽ về cõi Phật, tôi sẽ theo Phật. Đó là điều cha mong mỏi. Đó là điều cha mong mỏi. Còn cha và ba nhị chẳng ở đây chữa bệnh, không có mong tụi con bất kỳ một điều gì. Chữa hết bệnh rồi là đường ai nấy đi. Cha chỉ mong rằng tụi con phải cố gắng, tụi con theo thầy, theo Phật, theo chùa, và phải để ý lại những cái việc làm của thầy, đời sống của thầy, chức trách của thầy, mà ủng hộ thầy cho nó tốt lành. Đó là trách nhiệm của con nha. Điểm kế tiếp là con nói với hai sư thầy là chúng con là cảm ơn hai sư thầy đã không có ngại cái tuổi khỏe, tuổi già hay là xa xôi. Hai sư thầy đều lặn lội đến đây để đưa hai Phật tử đến đây. Chúng con rất là cảm động. Trước tiên chúng con cảm ơn hai sư thầy là nếu không có hai sư thầy thì chúng con không có được miếng phước báo nào. Nhờ hai sư thầy dẫn Phật tử đến đây mà tụi con kiếm được chút đỉnh phước báo của hai sư thầy. Chứ nếu mà không có hai sư thầy thì tụi con chả có được miếng phước báo nào. Cho nên nói một câu chân thành nhất là chúng con cảm ơn hai sư thầy. Và hai sư thầy cũng nói một câu chân thành là cảm ơn hai bệnh nhân này. Nếu không có hai bệnh nhân này thì mình cũng không biết mình có được miếng phước nào. Cứu 1.000 người bằng xây 10 cảnh chùa, phải không thầy? Bằng xây cả 10 cảnh chùa. Cho nên cứu 1.000 người rất là quan trọng. Chúng con cảm ơn hai sư thầy, mà hai sư thầy cũng cảm ơn các bệnh nhân. Nãy giờ cha nói các bệnh nhân về phải lo cơm bưng nước lót cho sư thầy nhé. Nhưng mà rồi sư thầy cũng nhờ tụi con, mà sư thầy cảm ơn tụi con, nhờ tụi con mà lời của Phật được hiệu ứng ở trong lòng của các sư thầy đó. Ngày hôm nay sư thầy về chùa, Phật tử hỏi thầy ơi, thầy đi đâu sáng giờ con không thấy. Thầy không nói. Thầy không nói thầy đi đâu. Cái nhỏ kia đó nói, trời ơi, thầy đưa cái thằng gì, thầy đưa thằng Võ Thánh Tâm nó đi bị bệnh ung thư mày ơi. Có phải thầy thấy hấp dẫn không? Nghe chưa? Cái nhỏ kia chú ơi, hồi đó giờ mình tưởng ổng thì mình thấy ổng vậy chứ không, xì ra ổng từ bi đến mức độ đó mà mình không biết. Thầy thấy không, có những cái hình ảnh mà ngày mai này hai sư sẽ bắt gặp ở trên chùa, chắc chắn là hai sư sẽ bắt gặp ở trên chùa. Bữa nay thì sư đi rồi, sư đi khỏi chùa rồi, thì Phật tử lên đến hỏi tìm sư thầy, thì mấy cô trong chùa nói sư thầy đi vắng rồi, không nói đi đâu. Thì ngày mai nó hỏi, ủa sư đi đâu mà hôm nay mình ghé mình cúng dường cho sư thầy 100 triệu mà bả đi đâu nó không cho mình biết. Không nè, nó tức lắm, đã ghé cúng dường cho bả 100 triệu mà giờ bả đi đâu mà tụi nó không nói nữa, mấy sư nhỏ nhỏ. Thì ra ngày hôm sau hôm qua thầy đi xuống gặp tụi nó đi đâu, dẫn cái bà Lê Thị Nhơn đi chữa ung thư gan. Sư khỏi cần nói, tự nhiên là các Phật tử nhìn sư với một cái bề dày lòng từ bi lớn. Thầy cũng khỏi cần không? Tự động các Phật tử sẽ thấy được cái chỗ này. Và cái chỗ đó chính là cái Phật thấy đó thầy. Chỗ đó là chỗ Phật thấy đó, chứ không phải một người Phật tử thấy bình thường. Tại vì mỗi người đều có Phật tính, đó chính là Phật thấy siêu thầy. Con cầu chúc cho hai sư thầy mỗi ngày được rất nhiều Phật tính, nhận ra được cái lòng từ bi của thầy, để rồi hai thầy sẽ tạo điều kiện cho chúng con có chút phước báo nữa. Ngày mai này chúng con hy vọng rằng các sư thầy sẽ dẫn đến được, để chúng con có được những đu chân của các sư thầy, kiếm được chút phước báo lên các sư thầy. Chứ còn tụi con còn đóng chỗ này chả có làm được gì khác. Nếu không có sư thầy dẫn đến thì chúng con không làm được gì. Cho nên chân tình mà nói chúng con cảm ơn sư thầy. Thì đó là những điều mà chúng con nói rõ, rất là rõ ràng. Rồi bây giờ chúng con đến cái bước 2 là chúng con làm hồ sơ nhé. Bây giờ con nói cho hai sư thầy và các bệnh nhân nghe. Khi mình đến đây mình chữa bệnh là mình có một cái đơn xin khám chữa bệnh. Trong cái đơn này nói rất là rõ là anh vô đây anh khám bệnh anh không phải trả tiền. Nhưng mà khám không mà tại sao phải làm đơn? Có 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là để ngày mai này hết bệnh rồi ban nhiễm chẳng không nói ngược, tôi trị bệnh tôi lấy tiền, bây giờ anh phải trả. Đây, cái đơn này để làm cho ban nhiễm chẳng này không được nói ngược cho bệnh nhân. Điểm thứ hai,
cái đơn này để làm cho bệnh nhân không nói ngược với ban viện trưởng là ổng nói ổng chữa tôi không mà giờ ổng đòi tiền, móc cái đơn này ra là về đó nè. Điểm thứ ba để nói với ba với bệnh nhân rằng là các thầy dẫn con đi một cách nhưng không mà con đổ thừa rằng dẫn con đi phải trả cho các thầy 50 triệu, tránh đi cái tiếng đời, tránh hết tất cả những tiếng đời. Thì như vậy thì con muốn chữa bệnh ở đây tụi con phải ký cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí được không? Đó. Thì từ hôm nay trở đi tụi con chữa bệnh tụi con không phải trả tiền, chỉ có tốn tiền phòng nha, với cái tiền mua ấm, mua son, mua nồi thôi, còn tất cả những chi phí khác tụi con không phải trả tiền. Vậy hai người bệnh nhân muốn khám bệnh phải ký tên ở đây, ký ghi rõ vào tên. Rồi, đây là một cái giấy con khám chữa bệnh miễn phí nghe con. Chúc mừng con là cha đã dắt một cái mọc vô là con phải trả tiền. Yêu thương và chăm sóc nha. Thầy thấy cái mọc rõ ràng ha. Yêu thương và chăm sóc. Chúc mừng con yêu thương và chăm sóc nha. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày con ra viện con không phải trả tiền nha. Điểm thứ hai, tụi con muốn vào trong này tụi con khám bệnh tụi con phải làm một cái giấy cam kết khám bệnh. Cái giấy cam kết này nó có 3 chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là khi con khám bệnh trong quá trình con điều trị là từ 1 tháng đến 3 tháng nó hết bệnh. Đó là cái thời gian gần nhất. Tức là cái thời gian cuối cùng là từ 1 tháng đến 3 tháng. Nhưng mà nhanh nhất là 1 tháng, trung bình là 2 tháng, chậm nhất là 3 tháng. Còn chết mình không nói nha, chết mình không nói. Chậm nhất là 3 tháng, nhanh nhất là 2 tháng, nhanh nhất là 1 tháng, trung bình là 2 tháng. Vậy thì từ 1 tháng đến 3 tháng không biết là chuyện gì xảy ra với tụi con. Thí dụ như bây giờ là con có gia đình chưa? Chưa. Thí dụ giờ con nghe bạn con nó bị tai nạn xe. Tự nhiên con đây ai báo cho con biết là bạn con tai nạn xe, con sốc quá nín thở rồi làm sao? Thí dụ vậy, có chuyện này không? Có không? Có. Thí dụ như bây giờ bà này, bà có gia đình, rồi bà bệnh, bà đi chữa bệnh đây, rồi bà giờ bà nghe nói bà điện thoại con gái, bà điện thoại nó má ơi từ ngày má đi khám bệnh đây rồi ba có bà khác rồi, bà sốc quá rồi bà quẹo luôn làm sao? Thí dụ vậy, hắn nè, chuyện này có mình ngừa nhưng mà không thừa đúng không? Lỡ con ngủ kia tới sáng con cũng gió sẽ quẹo về cho làm sao? Vậy thì tất cả những chuyện này phải bắt cha ở tù. Phải nè, chết trong nhà cha thì cha phải ở tù. Vậy thì khi tụi con khám bệnh, tụi con phải ký tên vào trong này, chết đem về chôn nha. Nhưng con ơi, ở đây trị bệnh cho con, không ai muốn con chết cả, ai cũng muốn con sống hết. Nhưng mà cái bất đắc kỳ tử không ai biết được. Nãy cha nói những chuyện bất đắc kỳ tử không ai hiểu được. Cho nên tụi con muốn chữa bệnh, tụi con phải ký giấy vào trong này nha, là phải chịu trách nhiệm. Và ngày mai này tụi con ký giấy vô đây rồi tụi con không quyền được quyền đổ thừa mấy vị thầy này. Tụi con nói trời ơi thầy ơi, chồng vợ của con khỏe quá trời khỏe, tự nhiên thầy đưa chồng con đi chỗ nào giờ bả thích quẹo được. Thầy thấy thầy rối không? Thầy thấy thầy rối không? Nhiều khi mấy người này không thương con mà thương thế này cũng không được, cho nên tụi con ký vô đây. Giờ con nói cho hai thầy nghe, ngày hôm nay mà mình làm cái giấy này, thật ra mình sống ở trên đất nước Việt Nam, gọi là yêu nước thương nồng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Chứ đâu phải mình ở trên đất nước Mỹ gọi là đất nước tự do, gọi là đất nước mà hiệp chủng quốc của chị. Đất nước Mỹ bây giờ là tất cả ai đủ điều kiện vào trong đất nước Mỹ. Vậy thì không ai bà con với ai cả. Vậy thì ở trên đất nước Mỹ mà nói mà chữa một cái bệnh nan y ký giấy là đúng. Bởi vì mày nói ba con với tao, mày lỡ mày chữa chết tao con xưa mày. Còn ở Việt Nam của chúng ta là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dừa, một một
một vàng vậy mà chết vẫn thương. Ngày mai này tụi con sẽ mong khi tụi con trị bệnh không cần những giấy này, bởi vì chúng con sẽ nhớ lại cái câu là yêu nước thương nồng, bầu ơi thương lấy cái cùng. Mai mốt con đến đây con trị bệnh, con ơi, Thanh ơi, Nhân ơi, cha chữa cho con. Nếu con hết bệnh, con về, cha đưa con về tới nhà nuôi vợ nuôi con. Mà nếu cha chữa cho con mà con hết bệnh, con chết, con đừng thương cha. Đủ rồi, phải không nè? Nhưng mà ngày hôm nay cha nói câu này không được. Cha nói câu này con không chịu nghe. Nhưng mà cái lòng cha đang nói điều đó đó. Cái lòng cha đang nói với con rằng cha chữa bệnh cho con mà cha mong con chết sao? Nếu như cha mong con chết, cha đâu cho con vô đây chết làm gì cho cái rối cha. Thầy công nhận không? Nhưng mà cha không làm cái giấy này, con không thưa cha, nhưng mà nhiều khi con thưa mấy vị này, tội nghiệp đó. Không nè, vậy cha mong rằng 10-20 ca sắp tới đây dẹp luôn giấy này thầy ơi. Giờ đây là bầu ơi thương lấy mấy cùng. Bầu chữa cho bí thì bí hết bệnh bí gì à? Còn bí chết thì bầu đi chôn bí luôn. Không nè, mong sao được như vậy thôi. Chúng con mong như vậy. Nhưng mà giờ chưa được thì buộc lòng mọi người phải ký vô làm chứng với nhau. Bây giờ ban viện chẩn chúng con ký, rồi hai sư thầy ký, rồi bệnh nhân ký nha. Rồi xin mời mọi người ký để làm chứng với nhau để mình chữa bệnh. Có cũng biết. Có một người làm chứng với lại sư thầy. Cũng chuyển giấy này qua cho sư thầy ký để mất giờ. Chuyển xe thì chuyển qua cho sư thầy đi. Người nhà chứ. Ký ghi họ tên như này. Dạ ký 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 trong đạo này. Ký ghi họ tên. Dạ Trung Văn. Ghi pháp danh của sư. Thế ngày nào mà các Phật tử này hết bệnh rồi chúng con mời thầy xuống ha. Mời thầy xuống rước các Phật tử về ha. Cho nó vui giống như là sư thầy ở kế bên chùa Cầu Ngang nè. Chủ nhật này lên trao cái giấy quyết định cho Phật tử của mình. Ký tên vô trao cho Phật tử mình. Coi như là mình là sư thầy dẫn con đi chữa bệnh tới ngày về đây ký quyết định cho con mình hết bệnh. Trao cho Phật tử mình. Vui lắm thầy. Ha. Trị bệnh như vậy là cả ba bốn bên thì vui lắm. Nó ý nghĩa vậy đó. Rồi mai mốt các sư thầy đều biết mặt mình là ai hết. Ở đây tụi con cũng ký tên vô để chịu trách nhiệm. Chứ nếu mà mình nói không mình không ký không được. Cái pháp lý này nó
nó vất vả lắm thầy. Nhưng mà phải như vậy á, bởi vì nếu không mà không đúng pháp lý á thì sau này nó lủng củng chứ. Rồi, đây là hai bộ hồ sơ có pháp lý đàng hoàng ha. Và kể cả có giấy phép của nhà nước. Đây là pháp lý rất là vững chắc. Pháp lý rất là vững chắc. Khi mà thấy ha, đây là giấy của nhà nước. Đây là các bộ hồ sơ ở bên trong rồi. Đây là có các sư, các thầy được ký tên hết. Bên đây cũng có cha từ ký luôn. Mình thử ra là mình hết sợ. Mình cứ vậy mà điều trị nha, cứ vậy mà điều trị cho nó làm sao cho nó tốt lành anh thầy ha. Để rồi mình cho giao cái này là cho ban diện chẩn nha, thầy Tiến, thầy Tâm với thầy Thanh với thầy Hạnh, thầy Tây, thầy Tiến nha, để cố gắng giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Ngày hôm nay mình làm giấy hôm nay thì sẽ có ngày mai mình cộng. Còn nếu ngày hôm nay mình không có ngày hôm nay thì không có ngày hôm nay. Ở đây tụi con kinh nghiệm dữ lắm rồi. Tụi con cũng từng ngồi làm giấy. Và tụi con cũng trông cho tới ngày đó. Tụi con từng làm giấy nhưng mà những cái ca đầu tiên mình làm giấy nhưng mà mình không thấy ngày ra. Còn bây giờ tụi con làm giấy như vậy tụi con thấy ngày ra rõ như ban ngày vậy đó. Bởi vì mình quá kinh nghiệm, mình có kinh nghiệm và mình đã chữa trị được rồi. Cho nên ngày hôm nay mình làm giấy đối với bệnh nhân, đối với mọi người thấy xa xăm, nhưng mà đối với tụi con không còn xa nữa. Vì giống như là tụi con leo được tới ngọn núi đó thì đương nhiên mình thấy mình leo lần thứ hai nữa thì đâu không phải nè, leo lần thứ hai. Do vậy mà các ca bệnh này là ok rồi nhé. Thôi tụi con cứ nghe lời các thầy để gửi gắm đây nha. Rồi chút nữa hai sư thầy dẫn tụi con vô tới phòng khám. Bây giờ cuối cùng là thầy có nhắn nhủ tụi con gì? Sĩ bên Tây Y thì cũng chữa trị cũng có mổ xẻ rồi nhưng mà không có vững tâm tại vì do bệnh mình nó chưa hết, cũng chưa được yên tâm. Hôm nay được biết cha Tường ở tại mảnh đất Trà Vinh này cũng rất là vui. Hôm nay dẫn em xuống đây được cha cũng hân hỷ tiếp nhận để giúp đỡ cho em tình. Thì phải nói xin thay lời với gia đình con mời sư thầy và mọi người đứng lên. Cảm ơn Chúa nha. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần.
con thì vì nhân Chúa nhân từ cho nên là mình còn được những chỗ nghiệp như này xin thế mà bây giờ con mời các bệnh nhân đi theo quý thầy nhé. Bây giờ sư thầy vô phòng trước thì sư thầy vô sau nhé, tại vì chỉ cho sư thầy vô trước tới lầu. Con mời thầy xuống dùng con ly nước trà để mấy thầy xử lý cái bệnh nhân này nhé. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả